Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một số loại bông trắng và mình sẽ tiến hành chải đế để mình trồng, mình thả đất mình trồng cho nó lâu dài ha các bạn. Thì nếu mà ở vườn mình có sưu tập thì khoảng 6-7 loại bông trắng đó các bạn. Thì tuy nhiên mình chỉ chọn lọc 3 loại bông trắng này để mà mình trồng thôi các bạn, vì nó có những cái ưu điểm nhất định của nó ha. Ở đây thứ nhất là cái loại bông trắng cuốn vàng, cái này là xuất xứ từ vùng La Hai, Phú Yên các bạn. Thì các bạn thấy cái bông nó rất là trắng tinh luôn và nó hơi vàng vàng ha các bạn. Rồi lá thì cũng tương đối là sáng đẹp á, nhưng mà cái này dòng này dòng lá chung nha các bạn. Rồi loại thứ hai là loại trắng Ninh Thuận. Đây là loại trắng Ninh Thuận nè các bạn. Các bạn nhìn cái lá nó sẽ hơi khác, lá nó sẽ khác đó chưa, nó khác là lá nó tròn hơn mà nó to hơn chút. Mà dòng này thì bông thì khỏi nói các bạn, bông nó màu hồng hồng nha các bạn, nó hồng đậm hơn trắng phớt hồng nha. Và hoa của nó thì có lúc thơm có lúc không, mình cũng không hiểu lý do tại sao luôn, nhưng mà mỗi lần nó ra hoa là trắng cây luôn các bạn. Rồi loại thứ ba là cái loại, đây là cái loại thứ ba nè các bạn, là cái loại này cũng là của La Hai, Phú Yên luôn, nhưng mà cái loại này là cuốn hồng, bông nó cũng hơi ngã hồng các bạn. Ở đây là mấy cái này là mấy cây giống mình để nó sát quá thì bông nó không có nhiều đâu các bạn, với lại nó thưa, nó dược dược lên nó thưa ha. Thì ngoài ra mình có loại trắng ngà, trắng loại đó cũng đẹp các bạn, nhưng mà mình chưa làm tới. Rồi loại trắng lá rí hay là trắng lá nhỏ dài hoặc là trắng phớt hồng nữa, nhưng mà mấy cái loại đó nó mình cũng không thích lắm cho nên mình không có trồng lâu dài nha các bạn. Thì đây là ba loại mình sẽ tiến hành mình chải đế. Thì mình nhân ra được tới mấy chục cây lận, nhưng mà mình làm video thì mình làm minh họa vài cây thôi các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm luôn. Cái này sau khi chiết được, sau khi chiết rồi mình trồng cho chậu thời gian đó các bạn, thì bây giờ nó dài, cái này nó lên cả mét rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm đế nó các bạn. Cái này thì mình cũng không có trực tiếp mình làm từ đầu nha, cái này mình nhờ ba của mình chiết, rồi giờ mình chỉ làm đế lại thôi. Thì mình cắt bớt các bạn, lấy khúc ngắn thôi nha, cho cây nó mạnh nha các bạn. Chỉ lấy khúc này thôi ha, cắt bớt. Rồi mình dùng cái này nè, cái bột cào nè, mình sẽ chảy ra. Này thì chắc có lẽ ba mình cũng đã có chải một lần rồi các bạn, nhưng mà mình phải làm lại.
xưa mình bóc vỏ nè các bạn, cái lúc mà chiếc bóc vỏ nè, giờ mình bấm bở đi ha. Cái này là cái này ba mình đã có chải đế một lần rồi các bạn, nay mình làm sơ sơ lại thôi. Rồi mình làm vậy thôi các bạn, lát mình trồng lại thôi ha. Ở đây là mấy cái chỗ thiếu thiếu này mình lắp lại thời gian là nó sẽ nhảy thêm rễ nha các bạn. Mấy cọng rễ nào bự quá thì mình bấm nó đi, bấm ngắn lại để cho nó chờ mấy cái rễ kia lớn theo cho nó tương đối bằng với nhau nha các bạn. Rồi đó mình trồng lại thôi ha. Bấm bớt đi. Đế nó phát triển khủng khiếp không, cho nên cái này mấy cái dòng này mình làm đế đều rất là dễ nha các bạn, đế 24 giờ rất là dễ ha. Mình cắt vài lần ố sau này dễ nó ra đi. Nhưng mà chờ nó lâu lắm, bấm đi. Cây này thời gian sau là có cây đế 24 giờ nha các bạn. Cây Ninh Thuận nha, cây này nè các bạn thấy không, mình để dưới đất á, rồi cái nó ăn rễ xuống đất luôn nè, bấm bỏ hết đi nha, nó cũng dài lắm,
Cái này là nó vậy là rễ nó lớn không có đồng đều rồi các bạn, có dài cộng là nó sẽ thành rễ cầu, nó không có đẹp ha. Rồi mình sẽ làm sao cho nó phát triển chậm lại để chờ mấy cái rễ kia ha các bạn. Đây thì mình cũng tương tự, mình cũng bấm bỏ bớt cành lá nó đi. Cái thằng trắng Ninh Thuận này thì nó phát rất là mạnh luôn các bạn, nó lớn lẹ lắm. Mình nghĩ trồng chừng 2 năm mà đất tốt tốt thì chắc có thể là có cây hoành 30 đó các bạn. Cái này đế nó không đẹp rồi các bạn thấy không, lúc nhỏ không có chảy sớm á, giờ đế nó không đẹp rồi ha, có mấy cận nè. Rồi cái này thôi mình không làm nữa các bạn, cái này để mình làm bông mình bán hàng chợ. Các bạn cũng chéo nhiều quá các bạn.
chéo nhiều quá, để mình lấy cây khác ha. À, mình lấy cây trắng Ninh Thuận này coi sao các bạn. Nãy giờ mình lựa mấy cây rồi, không có cây nào có đế đẹp á. Mấy cái dòng khác thì đế đẹp dễ, mà sao cái dòng trắng Ninh Thuận này kiếm cây đế đẹp khó quá. Trên nè các bạn thấy không, mình lấy một mặt đế thôi nha, có còn rễ lội trên mình bỏ đi nha. Rồi cây này đế khá nè, mà nó cũng 2-3 lớp đế các bạn. Mình lấy xuống một lớp đế thôi ha. Rồi nhiều bằng hai cái dòng kia các bạn. Mình sẽ làm lại đế luôn các bạn. Này bấm cái chỗ mình khoanh vỏ ngày xưa mình bỏ nha. Xếp lại các bạn, đây mình sẽ lấy lại luôn. Đây ngắn là luôn các bạn, sống không ta. Coi như dâm lại luôn nha các bạn, mình lấy ngắn luôn nè. Đây mình lấy rễ ngắn là luôn, vậy coi như dâm lại luôn các bạn. Chắc không đến nỗi nào chết đâu. Mình bể bớt.
Thuận ít có đế đẹp quá, có đường cây này khá khá mà rễ nó cũng không được nhiều các bạn. Thì bây giờ mình bấm sát lại về luôn ha, mình coi như mình dâm lại luôn các bạn. Thì hy vọng nó sẽ tái tạo thêm và nó mọc thêm rễ mới thì nó sẽ đẹp hơn ha các bạn. Cái này thì mình chắc chắn là mình sẽ trồng chăm sỉ than rồi các bạn. Cái này mà trồng chắc trồng không khéo là nó dễ chết ha, mình sẽ trồng chăm sỉ than coi như dâm mới luôn ha. Rồi cái này thì cũng đơn giản các bạn, do trước đây ba mình trồng thì đã có chải đế rồi các bạn, chứ không thì nó sẽ khi mà mình chiết xong á thì mình trồng liền thì nó sẽ rối nùi nha các bạn, nó sẽ quấn lại rất là nhiều vòng. Thì thôi bây giờ cái này đã ấy rồi thì bây giờ mình chải sơ sơ lại rồi mình trồng lại thôi các bạn. Đây đế nó có một mặt đế thì ok, vậy mình để mình trồng luôn ha. Thì sau này khi mà các bước tiếp theo thì rễ nó lớn thì lúc đó nó rõ ràng hơn thì mình sẽ lọc lại cái nào chéo hay cái nào nó không thuận mắt thì mình sẽ xử lý tiếp. Cái này nó mọc đi xuống quá thì cũng không đẹp thì mình bấm bớt lấy một mặt đế thôi. Bắt đầu các bạn thấy nó bắt đầu nó nở cái gốc rồi ha, rễ nhiều bắt đầu nó nở cái đế ra. Giờ mấy cây này mình xử lý đế nó mạnh tay đó các bạn, nhất là cái cây này nè. Thì bây giờ cây này mình chỉ trồng 100% sỉ than luôn các bạn, và mình trồng vô cái chậu này, cái chậu nhựa cứng này ha. Rồi đầu tiên mình cũng lót một lớp sỉ than ở dưới đáy đi. Lớp sỉ than hạt to các bạn, cho nó dưới đáy một lớp đi ha. Rồi mình cho những cái hạt nhỏ hơn vô các bạn. Cho cái cây lên mình lắp lại thôi các bạn. Giấu vô là được rồi các bạn, sỉ than luôn, sau đó có phần sỉ than nữa nha. Sỉ than vô đây mình cho một lớp sỉ than dưới đáy nè. Cách trồng vậy thôi.
mình còn phải nuôi rễ các bạn, cho nên mình lắp luôn cả củ rễ luôn các bạn. Sau này khi mà rễ nó phát triển mạnh này đó, nó cọng rễ nó lớn rồi mình sẽ rút lên rồi mình mới móc cái củ rễ ra các bạn. Rồi cũng vậy nè, mình lắp sâu ha, lắp đi để cho nó cứ phát rễ nhiều lên, sau này mình sẽ môi lên rồi mình móc củ rễ ra, lúc đó mình mới tạo tác, mình uống sữa ha. Giai đoạn này giai đoạn mình chỉ làm rễ rồi các bạn, với lại nuôi cho cây nó lớn rồi các bạn. Rồi ok, giờ mình tưới mình để trong mát nữa thôi các bạn. Đây là một số cây mình đã làm cách đây khoảng 10 ngày rồi các bạn, nay bắt đầu nó ra lá mới rồi nè. Mấy cây này mình đây các bạn thấy không, bữa nay bắt đầu ra lá mới, ra tược mới hết rồi nè. Đó, mấy cái này mình cắt nó rất là ngắn luôn. Mấy cái này là mình tự chảy đế từ đầu luôn các bạn, là chảy đế lần đầu nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy bữa nay bắt đầu nó ra tược mới rồi chưa, đó là cây bắt đầu nó sống rồi nè, ra tược mới nè. Đó, cây này cũng vậy nè các bạn, các bạn thấy nó ra tược ra chồi mới ha. Đây sống hết các bạn, chứ cũng không có hao hụt lắm đâu, mặc dù mình cắt rất là mạnh tay luôn á mà nó vẫn sống hết. Mùa này nó thuận lợi cho nên mình làm cây nó dễ lắm các bạn. Đây các bạn xem thêm nè, một số cây mình làm cách đây khoảng 10 ngày thì hôm nay nó bắn rất là mạnh nè, các bạn thấy không, cây này nó cũng đang chuẩn bị nó ra nè, có cây này nó hơi yếu thôi thì chắc cũng không chết đâu các bạn, mùa này dễ sống lắm. Đây các bạn có thể xem qua cái cây này là cây trắng Ninh Thuận nè các bạn. Các bạn thấy nụ của nó không? Đây nụ nó giờ này thì lên xa bắt đầu nó hơi cuốn cuốn lại các bạn. Các bạn thấy nụ nó nè. Các bạn xem nụ hoa nè ha. Vàng nụ này mà nó bung ra thì chỉ có trắng cây thôi các bạn. Đó, cái độc đáo của trắng Ninh Thuận. Đây các bạn xem hoa, cái cây này mình ghép nè, đó, hoa nụ hoa rất là nhiều luôn các bạn thấy không, cây này nó bung ra thì chỉ có trắng cây thôi nha, cho nên mình thích cái giống này lắm. Rồi ok, hôm nay mình xin chia sẻ tới đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.